Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm mới, tại nhiều đền chùa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận lượng khách tăng đột biến do nhiều người vãng cảnh đi lễ đầu năm. Cũng vì thế, tình hình an ninh trật tự tại những nơi đây có diễn biến phức tạp. Vừa qua, một người đàn ông đang đi lễ đền Mẫu Thoải thì không may va chạm và bị người đàn ông khác gây thương tích nặng và nhập viện cấp cứu. Ngày 3 tháng 2, Công an phường Ngọc Thụy thông tin đơn vị đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, Hà Nội làm rõ vụ việc nạn nhân Lê Quang Hà, sinh năm 1977, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bị gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày anh Hà đến đền Mẫu Thoải lễ chùa đầu năm. Trong lúc vào làm lễ, anh Hà vô tình va chạm vào đồ lễ của một người đàn ông cùng đến lễ, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Mặc dù được mọi người can ngăn, nhưng sau đó anh Hà bị người đàn ông tấn công bất ngờ vào vùng đầu, dẫn tới thương tích nặng và nhập viện cấp cứu. Sau khi được đưa tới bệnh viện điều trị, gia đình anh Hà đến công an phường Ngọc Thụy trình báo toàn bộ sự việc. Liên quan sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh những người liên quan để đến làm rõ, xử lý theo quy định.